Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị, phần tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 12 âm lịch, được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên việc luận đoán sẽ chi tiết và chính xác nhất, giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình. Từ đó thì sẽ có những kế hoạch, hành động, công việc mang lại may mắn và thuận lợi nhất. Đồng thời qua phần luận giải, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi, giúp cho quý vị có được cuộc sống thành công, viên mãn giống như là mình mong muốn. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật và thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây ra phản cảm bởi quá hãnh tiến và trơ trội. Đây chính là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót và thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của gia chủ Nhâm Thân không nhiều đột phá nhưng vẫn ở mức tạm ổn. Bạn được quý nhân nâng đỡ cho nên công việc ổn định và có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng khá lớn nên tiền làm ra bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu. Bạn cần phải cân nhắc kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và hợp lý hơn. Về phương diện sức khỏe ổn định, nhưng bạn cũng cần phải chú ý rằng tình hình dịch bệnh chưa dứt hẳn. Gia đình bạn có thể sẽ gặp một số xích mích tranh cãi không mong muốn trong tháng, nhưng cũng không cần quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án, giải quyết hợp lý để tránh những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 12 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Nhâm Thân nhìn chung có hung, có cát. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho các dự án hợp tác cũng như là lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bạn giành được tình cảm của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra cũng cần phải cẩn thận chuyện ký tá giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt khiến cho bản thân vướng mắc phải rắc rối pháp luật. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ cần phải nhớ giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các mệnh chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 12 này, vận may thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tiền bạc đang về với con giáp tuổi Nhâm Thân, biết nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc đầu tư, kinh doanh.
Vì thế bạn nên tập trung hơn cho việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc xong chơi. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang khiến cho việc kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích mà không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng này cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Thân nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ Nhâm Thân may mắn, không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên do suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 12 âm lịch có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Nhâm Thân không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay. Người tuổi Nhâm Thân còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2021, tháng 12 âm lịch này, chuyện tình cảm của gia chủ Nhâm Thân khá ảm đạm. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Nhâm Thân dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình. Đối với Nhâm Thân, nếu đã lập gia thất thì trong năm Tân Sửu là một năm không được tốt cho tình cảm vợ chồng bởi có sự mâu thuẫn, gia đạo bất hòa, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn xảy đến. Tuy nhiên, trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc. Còn đối với Nhâm Thân đơn thân thì đây là một năm tình duyên có sự cản trở, tình duyên có sự chia ly, không hòa hợp. Nên cầu duyên thì sau này mọi việc tốt lành sẽ đến. Đồng thời, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt mà quên mất rằng mình còn một nửa để yêu thương. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ,
có nạp âm là bạch, nạp kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Thái Tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi nhâm thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi nhâm thân sinh năm 1992 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi nhâm thân. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào like video này, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo về những kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thành công và vui vẻ.